để vào đề ngay. Tôi xin nhân cơ hội này trình bày cùng quý vị một vài nét tránh tổ chức và hoạt động hiện nay Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do. Và sau phần trình bày này, chúng tôi cũng mong nhận được những ý kiến xây dựng của quý vị nhằm giúp Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do hoàn tất nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Kính thưa quý vị, Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do chính là hậu thân của các tổ chức Bảo Long Phụ Quốc và Liên quân Kháng chiến Đông Dương. Các tổ chức này được thành lập sau biên cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhằm giúp các lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nơi dung thân hợp pháp trên lãnh thổ Cao Miên và có cơ hội tiếp tục đấu tranh trong chế độ Cộng sản Hà Nội. Trong hai thập niên 70 và 80, trong rừng núi sâu thẳm của quân đội hay tại vùng biên thùy Đông Dương, vẫn còn có những chiến sĩ can cường đang âm thầm chiến đấu trong gian nguy khổ cực. Chỉ vì ưu tiên với lý tưởng bảo vệ tự do dân chủ cho quê hương, tiêu dấu của chúng ta. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục ngay từ ngày miền Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm cho đến nay. Các vị lãnh đạo gia tiền nhiệm, các vị lãnh đạo tinh thần, các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, các đoàn thể chính trị, các thân hào nhân sĩ và nhân dân đã thấy nhu cầu cần thiết và chính đáng để thành lập một chính phủ lưu vong cho người Việt Nam Tự Do ngay từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng vì quá dễ dàng và tinh thần còn đang dao động mạnh nên không có ai dám đứng ra nhận lệnh dù vấn đề nặng nề và phức tạp. Quốc gia hưng vong thật vô cùng trần, cũng vì nhu cầu cấp bách và nguyện vọng của toàn dân đứng lên bảo vệ tính chất liên tục lịch sử của chế độ tự do dân chủ miền Nam trên căn bản pháp lý của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa mà ngày 30 tháng 4 năm 1995 ông Nguyễn Hoàng Dân từ trong nước đã cùng với các sĩ ở quốc nội và ở hải ngoại đã đứng ra thành lập Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do để thi hành sứ mạng giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam và sau đó trao quyền lại cho toàn dân để lựa chọn được lãnh đạo quốc gia theo các nguyên tắc tự do dân chủ. Đến đây tưởng cũng nên sơ lược lại tiến trình hoạt động tướng Nguyễn Hoàng Dân sau khi miền Nam sụp đổ do bàn tay và máu của bọn cộng sản Việt Nam. Từ năm 1975, ông Nguyễn Hoàng Dân tổ chức ngay lực lượng kháng chiến trong nước mệnh danh là Bảo Long Phụ Quốc, hoạt động từ Hà Tiên đến miền Trung và cao nguyên Việt Nam với căn cứ địa đặt tại Bình. Vào năm 1984, lực lượng kháng chiến này đã phái một người ruột thịt của mình là ông Nguyễn Hữu Chánh ra hoạt động tại hải ngoại để cầu viện họ Hầu tìm nhân tài và lập các tàu cầu tiếp vận công trình tế kháng chiến lâu dài. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ thiếu sót nếu chúng tôi quên trình bày những quý vị về chủ trương, đường lối và lập trường của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do. Hiện tại khi xưa có nói, hãy lấy trí nhân mà thay vào, đem đại nghĩa để thắng cùng tàn. Xin thưa quý vị, Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do không chủ trương gây thêm tàn phá và đổ vỡ cho quê hương một đất nước xinh đẹp đang bị cộng sản hung tàn hủy hoại từ ngọn cây đến gốc cỏ cuối cùng. Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do không chủ trương đem lại chết chóc, đổ máu thêm
cho nhân dân Việt Nam, dân tộc hiền hòa lam thủ đã bị bọn cộng sản vô thần bóc lột đọa đày ép từ hơn nửa thế kỷ này. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chính phủ cách mạng Việt Nam tự do có lập trường hòa hợp hòa giải với cộng sản Việt Nam để mong trở về chia quyền chia ghế dưới lá cờ máu của bọn phong bản Hà Nội. Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do quyết tâm cùng với toàn dân để giải thể chế độ cộng sản, đem lại tự do, dân chủ, tiến bộ và quốc cường cho quốc gia. Cho quốc gia của chúng ta như là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo này, tôi cũng nhân cơ hội này để sơ lược qua những điểm cảnh về thân thế và thành tích hoạt động của ông Nguyễn Phú Tránh, người lãnh đạo hiện nay trong công cuộc đấu tranh chống cộng của chính phủ cách mạng Việt Nam tự do. Và một người trong lứa tuổi trung niên, ông Nguyễn Hữu Tránh, gốc tỉnh Bình Định, Trung Phận, Nam, là một kỹ sư không chánh, xuất thân từ trường kỹ thuật Phú Thọ, Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Phú Tránh ở lại Việt Nam tham gia lực lượng Bảo Long Phục Quốc để chiến đấu trong cộng sản. Đến năm 1984, thi hành quyết định của tướng Nguyễn Hoàng Dân cũng nhận lãnh sứ mạng hoạt động ở hải ngoại thì đã nêu ra từ đây. Đến năm 1990, tại Hoa Kỳ, ông đứng ra thành lập Tổng Liên đoàn Xây dựng Hiến hiệp Việt Nam Tự do với sự giúp đỡ từ Tổng Liên đoàn Lao động và Kỹ nghệ Hoa Kỳ. Đến năm 1991, cùng với cựu Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Tần Văn Lâm, các ông Hoàng Thiện Cương, Công Hoàng, v.v. và trong mục tiêu kết hợp các lực lượng chính trị hải ngoại để thêm sức mạnh đấu tranh trong quốc nội, ông thành lập Hội đồng Liên hiệp Quốc dân Việt Nam ra mắt ngày 6 tháng 3 năm 1991 tại Nam Cali, Hoa Kỳ. Đến năm 1993, trở về Yên Thủy Đông Dương, ông thành lập và tổng chỉ huy một lực lượng kháng chiến tại Cao Nguyên và Hạ Lào, mệnh danh là Liên quân kháng chiến Đông Dương, và đồng thời mở một trường tuyển kỹ thuật tại thủ đô Nam Vang để đào tạo cán bộ và gây quỹ nuôi quân kháng chiến. Đến năm 1994, sách lược trường kỳ kháng chiến toàn dân đấu tranh được phát động rầm rộ và kế hoạch thành lập chính phủ lưu vong cũng được tiến hành rao riết. Tuy nhiên, cuộc vận động thành lập chính phủ này không đạt được thành quả mong muốn, để các nhân sĩ và chính giới tham dự tỏ ra quá dè dặt, không dám đứng ra đảm trách một trách nhiệm quá nặng nề. Năm 1994, khi Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận và chuẩn bị ban giao với Hà Nội trong hoàn cảnh khẩn trương, Thủ tướng Nguyễn Hoàng Dân quyết định thành lập một chính phủ lưu vong, mệnh danh là Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự do, hoạt động tại hải ngoại. Phải công nhận rằng hoạt động của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự do tại hải ngoại gặp phải được nhiều thành quả mỹ mãn với sự điều hộ của ông Nguyễn Hữu Tránh trong chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Điều hộ Trung ương của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự do. Địa bàn hoạt động đấu tranh của Chính phủ Tổng Thư ký Hội đồng Điều hộ Trung ương không chỉ tại lục địa Hoa Kỳ mà thôi, mà còn tiến sâu vào lòng địch, các chiến trường Cao Nguyên, Lào và nói chung là Tiên Thủy, Đông Dương. Vì tính cách rộng lớn và phức tạp của cuộc đấu tranh nhằm vào việc giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, cho nên các hoạt động này dù xảy ra bất cứ tại nơi nào, trong quốc nội hay là tại Tiên Thủy, Đông Dương, đều được đặt trong khuôn khổ của một chiến dịch quy mô mệnh danh là chiến dịch hòa bình. Chiến hữu Nguyễn Hữu Tránh là vị tổng tư lệnh của chiến dịch này.
1997, sau 3 ngày tổ chức đại hội chính nghĩa tại năm Cali, chính phủ cách mạng Việt Nam tự do chính thức ra mắt đồng bào tại quận Cam, thủ đô thị nạn của người Việt hải ngoại. Và sau thời kỳ này, liên tục các hoạt động đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản Việt Nam lại càng rộn rệt, cấp bách trong phạm vi các kế hoạch chính phủ. Vào năm 1998, tại Thiên Thủy Đông Dương, có tổ chức một hội nghị kỷ niệm 3 năm thành lập chính phủ cách mạng Việt Nam tự do, quy tụ các thành viên từ các quốc gia thuộc Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, và kể cả từ quốc nội và cao niên về tham dự công đảo. Tin tức của hội nghị này được đăng tải đầy đủ trong tờ báo Đông Dương số 6 năm 1998. Từ đầu năm nay, các hoạt động đấu tranh ra viết hướng về bắt đầu. Chính hữu Tổng Tư lĩnh Chiến dịch Hòa Bình đích thân điều động các cán bộ và chiến sĩ tự do lúc tại Biên Thủy Đông Dương, lúc trong lãnh thổ Cao Nguyên và lúc ngay cả trong quốc nội để tiến hành các công tác đấu tranh dự đạo và trình trường, ví dụ như rải trường đơn, thả bom bóng có treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại các tỉnh miền Nam và miền Trung Việt Nam và các công tác đặc biệt khác. Thưa quý vị, vừa rồi tôi đã trình bày đại cương những nét chính về chính phủ cách mạng Việt Nam tự do để quý vị nhận thức được căn nguyên và chương trình hoạt động của một tổ chức đặt lý tưởng cứu nước và tái thiết đất nước vào hàng đầu với mục tiêu giải thể chế độ cộng sản Việt Nam từ quê nhà. Tuy nhiên, sợ làm mất quá nhiều thì giờ quý vị quý báo quý vị có lòng đến đây gặp gỡ tôi, và trong tinh thần thân thiện đồng hương, tôi xin tạm chấm dứt phần trình bày tới đây và ao ước cái gì trong phần thảo luận kế tiếp để chúng ta thông cảm nhau hơn trong những vấn đề quan trọng liên hệ đến phần bàn đất nước. Một lần nữa, tôi chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị và xin chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi rất cảm động khi thấy có nhiều đồng bào phải ngồi ở dưới nền nhà để một lần nữa thay mặt cho nhóm thân của ban tổ chức. Chúng tôi rất cáo lỗi và mong quý vị tha thứ cho những cái thiếu sót mà về phần ban tổ chức anh em ở xa San Jose cho nên không chung toàn được. Đáng lẽ là tiếp theo là phần phát biểu của luật sư Nguyễn Khắc Chính, nhưng có một vị khách hôm nay là họ thường tới chắc được 4 giờ thầy phải lên máy bay, cho nên thầy cũng mong có một vài cảm tưởng và phát biểu trước. Vì vậy chúng tôi xin mời, trân trọng xin mời Hòa Thượng Thích Nhất Đường. Kính thưa quý vị quan khách, thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức cộng đồng Việt Nam chúng ta ở miền Bắc Bali, và tôi kính thưa quý vị quan khách mời là chính phủ cách mạng Việt Nam tự do hiện có mặt trong hội trường này. Thưa quý vị, như nhà báo Nguyễn Trung đã cho biết là chúng tôi không có ở đây lúc buổi. Đúng 4 giờ chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây, cho nên chúng tôi xin phép tôi có vài lời cảm tưởng trước. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là lấy làm xúc động. Quý đồng hương, quý đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đã hoan hỷ quan lâm đến hội trường của Hotel này để tham dự buổi nói chuyện của chính phủ cách mạng Việt Nam tự do. Một ban tổ chức không ai là chính thức,
mà chỉ những người thân hữu của chính phủ, người ở Oakland, người ở San Francisco, số ở Fresno, số ở tại San Jose, kết hợp lại và trình với tất cả quý vị trong chính phủ cách mạng Việt Nam tự do để mời về đây nói chuyện cùng đồng hương Việt Nam chúng ta thì nhằm cộng sản bắt tay lên. Mà từ xưa giờ chính phủ cách mạng Việt Nam chưa có một lần nào nói chuyện ở tại đây. Trong cái lúc đó anh em có đón trình với chúng tôi, tôi nói dài dòng tí là anh em tiếp chỗ không có, anh em nói mượn chỗ của một sư Kiều Phương Nam nhưng mà phải tập quá hẹp quá, sợ không đủ chỗ, anh em mới nhờ tôi đến quán nghị hội tuần này. Cái điều này chúng tôi xin thưa quý vị, nó có cái điều lạ kỳ cho nên chúng tôi mới nói. Chúng tôi đến đây là trong mùa hè không thể nào đường mở cửa, và cái người mà đặt đất cái vấn đề cho thuê đường không có ở đây. Chúng tôi có nhờ một ông giáo sư vô qua dùng cái lịch, thì trong cái lịch đó quý vị biết không, trong cái tháng này không có một cái ngày nào trống, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, chỉ có cái ngày này là ngày 21 ngày trống. Đó là một cái điều tạ, điều thiết. Cái điểm thứ hai, sáng hôm nay lúc 10 giờ chúng tôi đến tại cái hội trường này thì ta chưa mở cửa, mà chúng tôi liên lạc hội trường này cho nên chúng tôi mới cho người vào hội trường hỏi thì ta ra mở cửa liền. Và anh em ta hỏi vấn đề hướng dẫn tại anh em xa không biết ở đây, cho nên hỏi chúng tôi vấn đề trang thiết thế nào, chúng tôi chỉ theo cờ cho quanh quân rồi đó. Rồi cái là chúng tôi ra đó thấy cái trụ cờ đường bên trong, trụ cờ lớn ở trước tổng quý vị. Chúng tôi hỏi bảo anh em mua hỏi ở ngoài đường vậy, trong văn phòng vậy, có thể nhờ là ông cho đeo cái đại kỳ lên. Ta cho mà chỗ đây là chỗ mà là công cộng không thể cho, chúng tôi biết rồi. Từ cái ngày chúng tôi làm lễ ở đây mười mấy năm không có hề có đeo cái lá cờ đại kỳ ở trên một cờ lớn của cái trường thế này. Chúng tôi cho mua hỏi thì trong khi đó đó là người ta đồng ý cho đeo cái đại kỳ. Và đây là cái điều đặc biệt nhất. Khi mà ta chấp nhận rồi, kéo cái đại kỳ rồi đó, là mình trong người chúng tôi nó nhôm cái gai, nó xúc động, nó ướt nước mắt. Đó là tập của chúng tôi, lòng chúng tôi có sao nói vậy quý vị này. Thưa quý vị, riêng chính của cách mạng Việt Nam tự do, chúng tôi là người theo dõi và biết rất nhiều cuộc chính phủ này. Trong cái thời gian mà chúng tôi đến định cư tại Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi đã đi khắp nơi trong nước Hoa Kỳ, đi rất nhiều tiểu bang, tham dự rất nhiều cái tổ chức của người Việt Nam thì làm chúng ta. Và tổ chức nào chống cộng thì chúng tôi có mặt để yểm trợ cái tinh thần cho các tổ chức đó. Ví dụ chúng tôi là người Việt Nam tị nạn cộng sản bất khuất chế độ cộng sản, có đi phải là bỏ đi mới đơn bỏ nước bất khuất này. Lập trường chúng tôi là một người công dân Việt Nam chân chính. Lập trường của chúng tôi là một người chống cộng bất khuất chế độ cộng sản. Ở bây giờ chết của chúng tôi trước khi nó bị bắn đi nữa, chúng tôi cũng nói như vậy. Cho nên chính phủ cách mạng Việt Nam tự do trước khi thành hình thì mang cái danh xưng này, thì quý vị đã nghe vừa qua vài nét về ông Nguyễn Hữu Tránh. Chúng tôi đã nghe qua thời gian đầu, và sau khi mà ông Nguyễn Hữu Tránh và phái đoàn đến Bắc Cali này tìm gặp chúng tôi trước và bàn thảo có rất nhiều ý kiến một số anh em ở tại miền Bắc Cali. Cho nên một cái kỷ niệm mà ông Nguyễn Hữu Tránh cùng Ngô Trọng Anh tất cả quý vị thì là tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày trước kia có mặt ở đây và những cuộc họp tại Nam Cali chúng tôi có mặt, chúng tôi vẫn khẳng định đây chúng tôi là người chống cộng và yểm trợ tất cả những tổ chức chống cộng mà
tổ chức Chính phủ Việt Nam Tự do là một tổ chức chống cộng thật sự. Từ khi ban đầu đem lá cờ ra và đồng thời về Viên Thủy Đông Dương cũng như là tất cả những công tác gì của chính phủ chúng tôi đều theo dõi cho biết. Hôm nay cái ngày mà ra mắt chính phủ thì chúng tôi không có mặt. Quý vị biết tại sao? Tôi là người yếm trợ chính phủ đầu tiên đó, xin thưa quý vị như vậy đó. Nhưng mà tôi không có mặt để chỉ tất cả những cái người mà tâm xấu, ý xấu và cái tư tưởng xấu không có làm để là lung lạc những người để là phân tử chúng tôi và những người sát cánh tù để mà là hoạt động. Cho nên chúng tôi tuy vậy chúng tôi cho anh em chính phủ biết rằng chúng tôi luôn luôn theo dõi đường lối, chúng tôi luôn luôn theo dõi việc làm, chúng tôi luôn luôn theo dõi từng cá nhân của trong chính phủ, chúng tôi được biết như vậy. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị rằng quý vị mà hôm nay còn ngồi đây và cái ngày đại hội liên đảng cách mạng Việt Nam tự do 2 năm tại Nam Cali, chúng tôi xuất hiện trong cái ngày đại hội đó để chúng tôi nói rằng chúng tôi có lập trường chống cộng, chúng tôi có lập trường yểm trợ những tổ chức là chống cộng tuyệt đối, và tổ chức nào mà có thể làm nên sự việc và đem lại cái tinh thần dân tộc tự quyết, dân chủ cho Việt Nam, tự do cho Việt Nam, nhất là tự do tôn giáo, chúng tôi bị nghĩa là triệt tiêu thiệt hại. Cho nên chúng tôi ra mặt yểm trợ chính phủ để làm những việc nào sắp tới đây sớm giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam trong ngày gần đây cũng còn xa nữa. Đường lối sắp được đã có, nhưng cái sự kết hợp chưa được toàn vẹn của cái cộng đồng tị nạn Việt Nam chúng ta hay mọi. Cho nên chúng tôi nghĩa là nhỏ nhẹ yêu cầu thành viên chính phủ đi đến đâu liên hệ tiếp xúc một cách khiêm tốn, một cách ôn hòa, một cách nhã nhặn để nghĩa là tiếp thu được những người nghĩa là trí thức Việt Nam, những người cách mạng Việt Nam, những người có tinh thần hy sinh dân tộc và đất nước trong quê hương để khi ta kết hợp thành thành phố, đó là một cái sức mạnh. Bởi vậy cho nên những đoàn thể, những tổ chức ở các nơi, các tiểu bang khác chúng tôi đều thấy như vậy. Đến hôm nay cái đại hội liên đảng vừa qua tại Nam Cali, thành viên của tổ chức liên đảng và cũng là tổ chức chính phủ Việt Nam tự do đã có mặt đại diện trong các nơi để tham dự. Cơ hội đó chính phủ muốn lên Bắc Cali để là tâm tình với đồng bào đồng hương chúng ta tại Bắc Cali. Cho nên cái gặp mặt hôm nay để cái chính phủ trình bày, để cho tất cả chúng ta mọi người từ trong chính phủ, các hội đoàn, các đoàn thể, những người nào theo dõi, những người nào tìm hiểu chưa thấu đáo, chưa tốt nghiệp, chưa rõ ràng nắm chắc những cái căn bản gì đường lối sắp được tìm chính phủ, thì tôi yêu cầu quý vị cứ việc tự do thắc mắc, như tôi thắc mắc quý vị cứ việc mạnh dạn hỏi để chi để những thành viên chính sẽ trả lời cho chúng ta. Có hỏi có nghi ngờ, hỏi để nắm chắc được rồi ta không còn nghi ngờ ngờ nữa, không còn cái là chống bán nữa, không còn cái là y nghĩa là rỉ tai dèm pha có xấu nữa. Điều đó là điều tôi mong muốn, quý vị đồng ý không? Hỏi một cái nào mà để cái tổ chức này tuyến không nói được nữa thì quý vị có thể lên lưng trả lời hay là cái vụ này hay là không, những người này không người dân có đồng ý điều đó. Đó là lời phát tâm của chúng tôi. Ở chính phủ cách mạng Việt Nam tự do thay cho các đồng bào đồng hương chúng tôi tại miền Bắc Tây Liên thân mến của chúng tôi. Chúng tôi xin cáo lỗi quý vị, chúng tôi nói hơi dài dòng bạn quý vị, nhưng lòng ta có, chúng tôi có sao thì tôi nói vậy, tâm chúng sao thì tôi thổ lộ vậy. Và chúng tôi xin lỗi quý vị anh em trong ban tổ chức và vận động này, anh em sao đó. Chúng tôi xin lỗi anh em đó là chúng tôi có liên hệ cái trường này để vướng cái trường, đồng thời người ta ghi trong cái giấy là 700 cái ghế, bây giờ lại anh em sắp ghế lên có 300 cái ghế,
đó là 400 cái, xin lỗi quý vị. Thì những cái lúc mà chúng tôi làm lễ cái hội trường này là lâu lắm, quý vị biết chúng tôi luôn luôn đều muốn ghế rồi. Chúng tôi nghĩ rằng chắc hôm nay nghĩa là quý đồng hương chúng ta cũng đồng thể đồng thể các tổ chức đến đây có nhiều là 700 ghế thôi là đủ rồi, cho nên chúng tôi lại không đi ghế nữa, không bảo nào muốn ghế nữa. Nên bây giờ đồng bào đứng thì xin lỗi quý vị, tha thứ cho cái chuyện đó. Nhưng mà lòng chúng ta, tâm chúng ta quyết định để nghe, để hiểu, để biết được cái đường lối sách lược chính phủ Việt Nam thì làm cách nào chúng ta sung sướng hơn ngồi ghế yên. Bạn quý vị. Và sau đây là công tơ Tuyết, một người bạn rất thân tình của chính phủ Việt Nam Tự Do, và có công tơ Tuyết mới có đài phát thanh Việt Nam Tự Do phát về Việt Nam hàng đêm. Chúng tôi xin mời tiến sĩ Tuyết. I bid a special welcome to all our friends and champions of freedom. Chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị đang chiến đấu cho tự do. To our comrades in the government of Free Vietnam and to the members of the Coalition Party of Free Vietnam and to all assembled here. Thưa toàn thể thành viên của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do, toàn thể thành viên của Liên đảng Việt Nam Tự Do và toàn thể quý vị quân khách. And to all that hear my voice throughout the world this day. Xin trọng kính chào toàn thể quý vị. During the early days of World War II, as nation after nation fell to enemy forces, a need developed to provide to those in occupied countries a daily source of encouragement, hope for the future, and news of the Allied forces and activities. Vào những ngày đầu của đại dịch thế chiến, khi từng quốc gia một rơi vào vòng kiểm soát của lực lượng thù địch, thì một nguồn khuyến khích hàng ngày, một hy vọng cho tương lai và tin tức hoạt động của các lực lượng đồng minh đã trở thành một nhu cầu cần thiết cho dân chúng của những quốc gia bị cưỡng chiếm. This was accomplished by setting up powerful radio shortwave transmitters that daily beamed accurate and timely news of the Allied war effort. Messages of hope and inspiration to an enslaved population desperately hungry to preserve their dreams of a life of freedom, a life free from oppression, despair, needless pain, endless suffering, and untimely death. Tất cả yếu tố này giúp hình thành sự thiết lập đài phát thanh trên tần số ngắn để đưa các tin tức hàng giờ về thành quả chiến đấu của khối đồng minh, những thông điệp của hy vọng cho những người bị áp bức thèm muốn nguồn sinh khí cho một tương lai tự do của họ, một đời sống ngoài vòng kiềm tỏa của bạo quyền với hàng hà tuyệt vọng, thương đau và cả chết chóc. Daily, thousands of enslaved people huddled around secret radio stations, eagerly listening for news of the world. Mỗi ngày, ngàn người đã bí mật vây quanh những chiếc radio giấu kín, nôn nóng lắng nghe những tin tức được loan tải từ thế giới tự do bên ngoài. After the war, many reported that, inspired by those daily broadcasts, they were able to overcome untold hardships, trials and tribulations. And those daily broadcasts were the ray of sunshine in their otherwise daily drab lives. Sau khi chiến tranh chấm dứt, những nạn nhân vừa được giải thoát thuật lại rằng chính những tin tức được truyền đi rộng rãi hàng ngày đã giúp họ vượt qua khỏi những khó khăn khôn tả, cũng như những kinh hoàng tử án tử hình và những nỗi đau khổ gian truân khôn xiết. Các chương trình phát thanh hàng ngày là tia sáng mặt trời chiếu rọi vào đời sống hàng ngày của những người kém may mắn đó. Following World War II, similar broadcasts were continued, this time directed to those persons who were occupied by the forces concept of communism. Sau khi đại dịch thế chiến chấm dứt, những đài phát thanh tương tự cũng đã được tiếp tục. Lần này thì đối tượng thính giả là những thành phần quần chúng nạn nhân của bạo quyền và chủ nghĩa cộng sản. In March of 1996, Radio Free Asia, a non-profit corporation formed
in the United States. The mission of Free Radio Asia is to broadcast news and information in 9 languages to listeners in Asia who do not have access to full and free news media. Vào tháng 3 năm 1996, Đài Phát thanh Á Châu Tự Do, một tổ chức bất vụ lợi được hình thành tại Hoa Kỳ. Sứ mệnh của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do là cổ võ cho quyền tự do tư tưởng và ngôn luận, kể cả quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá tin tức lẫn ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông. Radio Free Asia, financially sponsored by the United States Congress, daily sends a clear, strong, shortwave signal that saturates most of the Far East countries. Đài Á Châu Tự Do được Quốc hội Hoa Kỳ bảo trợ tài chính, phát hành hàng ngày qua các làn sóng ngắn cực mạnh và rộng rãi, nhắm đến 6 quốc gia ở Đông Á là Trung Cộng, Tây Tạng, Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam. Broadcasts focus on events occurring in each country and in the promotion of the rights of freedom of opinion and expression, including freedom to seek, receive, and impart information and ideas, regardless of frontier. For many, these broadcasts serve as the only link for news from the free world. Những phát thanh được chú tâm vào những sự kiện quan trọng đang diễn tiến ở từng quốc gia, cung ứng một cách chính xác và cập nhật những tin tức và bình luận cho về và bình luận và về cho các quốc gia Á Châu Á nào mà ở đó người dân không có được những nguồn tin đầy đủ. Đài Á Châu Tự Do là diễn đàn cho nhiều quan điểm và tiếng nói khác nhau xuất phát từ bên trong các quốc gia đó. Đối với dân chúng, những nước bị thống trị, tin tức được phát hành này là cạch nối duy nhất để liên kết với thế giới tự do bên ngoài. At the inception in 1995 of the Government of Free Vietnam's International World Committee, the General Secretary challenged the committee to establish a program that would bring the voice of the Government of Free Vietnam to the oppressed peoples in Vietnam, a voice that would deliver timely news from the free world, a voice that would inform, educate, and most important, send messages of hope and inspiration to uplift the morale of the 80 million Vietnamese citizens, now subject to Hanoi's style of communism. Khởi đầu trong năm 1995, ông Tổng Thư ký Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do cần thiết yêu cầu Ủy ban Điểm trợ Quốc tế tìm cách vận động để thành lập một chương trình phát thanh mang tiếng nói của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do đến toàn thể nhân dân đang bị Cộng sản thống trị tại Việt Nam. Đó phải là tiếng nói có khả năng truyền đạt các tin tức mới nhất từ thế giới tự do, một tiếng nói đóng góp vai trò thông tin giáo dục và quan trọng nhất là gửi về những thông điệp hy vọng để nâng cao đời sống tinh thần của 80 triệu nạn nhân cộng sản. From that day in 1995, the committee labored diligently to achieve that goal. Từ ngày đó của năm 1995, Ủy ban Quốc tế Hiệp trợ Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do đã nỗ lực không ngừng để đạt cho được phương tiện đấu tranh chính trị quan trọng đó. Last Sunday, August 15, 1999, in Anaheim, California, I was honored to report to the General Secretary and to all members of the Government of Free Vietnam that the conference meeting in Anaheim was being taken for it. Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 1999 vừa qua, tôi đã hân hạnh báo cáo lên ông Tổng Thư ký và tất cả các thành viên Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do trong buổi đại hội đó đã được ghi âm trực tiếp. Khi kết thúc văn luận với tiếng nói của ông Tổng Thư ký và nội dung các buổi họp đã được trao tận tay đến phòng ghi âm của Đài Phát thanh Việt Nam Tự Do tại Nam California. At the end of that meeting, the recorded voice of the General Secretary and of those proceedings were hand-carried to the Government of Free Vietnam's new Radio Free Vietnam broadcasting studios in Southern California. Và khi kết thúc bao nhiêu với tiếng nói của Tổng Thư ký và nội dung các buổi họp đã được trao tận tay đến phòng ghi âm của Đài Phát thanh Việt Nam Tự Do tại Nam California. At exactly 2000 hours Pacific Standard Time on Sunday, August 15, 1999, a switch was pushed, electronically sending the contents of the recording of that night's event
by shortwave on the frequency of 9.930 kilohertz, the full power of 10 billion watts directly every part of Vietnam. Đúng vào lúc 8 giờ giờ Pacific Standard Time ngày 16 tháng 8 năm 1999 vừa qua, nội dung ghi âm buổi họp đó đã được gửi đi qua làn sóng ngắn trên băng tần 9.930 km chu kỳ với làn sóng cực mạnh 10 triệu kW xuyên thẳng vào toàn gói lãnh thổ Việt Nam. 80 million Vietnamese people now have full access to this half-hour broadcast. Not only that night, but from that time forward, each and every night, all year long. 80 triệu người dân Việt Nam đã có thông tin đầy đủ từ nửa giờ phát thanh, không những chỉ tối nay mà thôi, mà sẽ là kể từ đêm nay về sau 365 đêm mỗi năm. We are now the reporting eyes and ears from the free world on all matters concerning freedom, human rights, religious issues, information and commentary to all our brothers and sisters in Vietnam. Bây giờ để quảng bá thông tin, chúng ta là tai mắt từ thế giới tự do trên tất cả mọi vấn đề liên quan đến tự do, nhân quyền, tín ngưỡng, thông tin của toàn thể bà con anh chị em của chúng ta tại Việt Nam. Initial reports, the first days of broadcasting into Vietnam are overwhelming. Indeed, thousands heard the first broadcast. And as word spread throughout the country, millions of listeners were added overnight. And the numbers keep growing and growing daily broadcast. Theo báo cáo nhận được, ngày phát thanh đầu tiên của Đài Việt Nam Tự Do chỉ có khoảng hơn 1.000 máy radio mà được mở nghe. Nhưng sau đó cho đến nay, do sự truyền tay nhau, ngày nay đã có hơn 1 triệu máy radio đã được mở nghe hàng ngày. Và hàng ngày vẫn tiếp tục, số lượng vẫn được tăng lên. The International World Committee of the Government of Free Vietnam is the proud sponsor of these daily broadcasts into Vietnam. We are using the transmitters of Radio Free Asia after they finish their daily broadcast schedule. As I stated earlier, each Government of Free Vietnam broadcast into Vietnam is 1.5 hour in length and is aired daily each and every day. Ủy ban viện trợ quốc tế của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do rất hết lòng hân hạnh bảo trợ cho chương trình phát thanh mỗi đêm của Đài Phát thanh Việt Nam Tự Do hướng về Việt Nam. Qua hệ thống phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, ngay sau khi chương trình phát thanh của họ chấm dứt, như đã trình bày cùng quý vị lúc nãy, chương trình phát thanh Việt Nam Tự Do sẽ được phát thanh vào Việt Nam nửa tiếng đồng hồ mỗi đêm. Of interest is the fact that when Radio Free Asia first started broadcasting, communists were able to jam incoming radio signals due to the Radio Free Asia's weaker signal. This changed in 1998 with the upgrade of the signal to 10 billion watts, thus ensuring a steady, clear, unjammable broadcast signal. Tôi xin chia sẻ một điều lý thú với quý vị là khi Đài Á Châu Tự Do khởi sự phát thanh vào 3 năm trước đây, vì làn sóng được truyền đi của Á Châu Tự Do không đủ mạnh, Cộng sản đã có khả năng phá nhiễu sóng từ năm 1998 để bảo đảm cho làn sóng rõ và không bị phá nhiễu. Đài Á Châu Tự Do nay đã được trang bị một hệ thống mới với làn sóng cực mạnh lên đến chiều 10 triệu watt. Now the government of Free Vietnam, in addition to sending its own generated messages, now invites all legitimate Vietnamese organizations to send their pre-recorded tape messages or broadcast to Vietnam directly to the Government of Free Vietnam's Secretary General for broadcast processing. Bên cạnh những chương trình phát thanh cơ hữu, Đài Phát thanh Việt Nam Tự Do mời gọi tất cả hội đoàn người Việt khắp nơi cùng gửi các thông điệp đấu tranh qua hình thức công văn trước. Trong trường hợp này, xin quý vị gửi băng trực tiếp đến văn phòng thường trực trung ương của Chính phủ Cách mạng Việt Nam Tự Do để được sắp xếp vào chương trình phát thanh người Việt Nam sau đó. All programs are welcome concerning the democratic process, human rights issues, religious issues, labor and self-realization programs, and most important, instructional messages of inspiration, motivation, and a sense of national unity
directed to the upcoming generation of young Vietnamese people who are being denied these teachings. Tất cả chương trình liên quan đến tiến trình dân chủ, vấn đề nhân quyền, vấn đề tín ngưỡng lao động, vân vân. Và quan trọng nhất là những thông điệp hướng dẫn khích lệ tâm tình và những kỷ niệm về nhu cầu đoàn kết quốc gia sẽ được trực tiếp gửi đến các thế hệ tương lai thanh niên nam nữ ở Việt Nam, cũng như những người đang bị phân xử đối biệt, phân biệt đối xử. On the day of August 15, 1999, we took a giant step forward towards our ultimate goal of peacefully liberating and uniting the freedom-loving people of Vietnam. Thank you.